Tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người một số các cái chức năng cơ bản của ứng dụng Hitpanner Pro. Đầu tiên là khi mà mở app lên, góc trên của mọi người sẽ có phần chatbot. Ở đây mọi người sẽ có thể là nhờ sự trợ giúp từ robot, mọi người sẽ đánh các cái câu câu hỏi. Ở đây sẽ hiển thị ra một số các cái gợi ý cho mọi người. Mọi người sẽ có thể chọn luôn vào các cái câu gợi ý này. Ví dụ như là reset mật khẩu của đầu ghi DBN, NVR thì sẽ sổ ra một số các cái tài liệu cho mọi người tham khảo. Ngoài ra ở trên cũng có một số các cái câu về gợi ý như cách khôi phục mật khẩu camera HipVision. Sẽ cho ra các cái tài liệu để mọi người có thể là tham khảo. Thứ hai là bên phải sẽ có phần mềm e-learning, nền tảng e-learning. Mọi người hoàn toàn có thể là học trực tuyến trên nền tảng e-learning thông qua ứng dụng HitPartner Pro. Mọi người chọn vào ba nút gạch ngang, lựa chọn vào bảo mật chung CCSA hoặc là bảo mật HipVision HCSA, lựa chọn đào tạo theo nhịp độ bản thân để bắt đầu học. Ở dưới mọi người sẽ thấy là có phần điểm danh, và ấn vào phần đổi qua mọi người sẽ thấy là điểm mình đang tích được. Ở dưới sẽ bao gồm là tác vụ khác, sẽ là những cách để mọi người có thể kiếm điểm ở trên cửa hàng điểm thưởng trên ứng dụng HitPartner Pro. Và ở dưới thì sẽ là các cái phần quà mọi người có thể đổi khi mà tích đủ điểm. Tiếp theo ở dưới sẽ gồm có là một số các cái bản tin hướng dẫn ở trong phần khám phá. Và mọi người xem qua một chút về phần sản phẩm. Bên phải của trang chủ sẽ là phần sản phẩm. Mọi người lựa chọn một cái dòng sản phẩm cụ thể muốn tìm kiếm. Ví dụ ở đây là camera mạng. Ấn vào tất cả mọi người sẽ xem được là danh sách. Mọi người lựa chọn vào một sản phẩm bất kỳ để xem thông tin sản phẩm như là các tài liệu để có thể là tải về để sử dụng như là hướng dẫn, thông số kỹ thuật của sản phẩm. Ở giữa sẽ là phần quan trọng nhất của HitPartner Pro, tức là quản lý công trình. Bên trong mọi người có thể là tạo ra các công trình gồm các cái tên, địa chỉ của khách hàng và có thể bàn thêm thiết bị sau đó bàn giao cho khách hàng. Và bên phải sẽ là phần khám phá, bao gồm là các cái bản tin về unbox sản phẩm, về giới thiệu sản phẩm mới, về các chương trình khuyến mãi, các cái sự kiện đang diễn ra. Bên phải sẽ là video tổng hợp các cái giới thiệu về sản phẩm, các cái hướng dẫn. Phần bản tin sẽ gồm có là các cái bài viết liên quan đến sản phẩm Vision cũng như là dịch vụ, các cái phương thức hỗ trợ. Và phần hướng dẫn sẽ là các video hướng dẫn cấu hình, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn khắc phục sự cố. Và khi mà mọi người đọc bài viết hoặc là đọc các cái bản tin, mọi người sẽ được cộng điểm, cũng như là khi mọi người like hoặc là chia sẻ bài viết cũng sẽ được cộng điểm. Và ngoài ra mọi người có thể vào mục tôi và click vào điểm công ty hiện có thì có thể là vào được cửa hàng điểm thưởng.